Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và tối hôm nay trong không gian này chúng ta lại tiếp tục chào đón một khách mời tìm đến với Ai Cũng Có Chuyện. Đôi khi chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài cuộc sống của một người, chúng ta hay có những cái cảm thán là trời ơi, sống vui vậy chắc không có chuyện gì đâu. Với lại đặc biệt là có những người thì đôi khi mình nhìn vào mình cảm thấy là họ rất là dễ chia sẻ, nên chúng ta có thể nghĩ rằng là họ không có cái gì chất chứa ở bên trong. Nhưng đã bao nhiêu lần rồi một câu nói đã được lặp đi lặp lại ở trong không gian này là ai cũng có chuyện. Có điều là chuyện đó là chuyện nặng hay chuyện nhẹ, chuyện buồn hay chuyện vui, và điều đó nó tác động đến họ như thế nào thì phải ở trong hoàn cảnh của họ chúng ta mới có thể biết được. Tuy nhiên đó là chuyện gì và ai sẽ là người kể chuyện trong tối hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp nhân vật chính của chương trình nhé. Chào em. Chào chị. Rồi, mình gửi một lời chào rất là bản sắc của mình đến quý vị khán giả nè. Mỗi ngày một bộ chuyện vui, nghe nhiều thì thích nghe hoài ấy luôn. Chào các bạn, chắc có thể là khi mà các bạn xem TikTok thì các bạn cũng sẽ nhận ra mình với một cái tên rất là quen thuộc, đó chính là Minh Tinh. Mình xin được phép giới thiệu tên thật của mình là Minh Hải. Hôm nay mình rất là vui khi mà có cơ hội được ngồi đây trò chuyện cùng với cô Nha. Và đây cũng là một cái cơ hội để mà mình có thể giải bày những cái tâm sự trong quá trình mà mình lớn lên. Thực ra thì em đã từng được nghe mọi người nhận xét gì về cuộc sống sôi động của em chưa? Với những bạn mà biết em ở ngoài đời á, thì những bạn này nhận xét em là một người hơi có cái sự cách biệt một chút xíu, không hẳn là quá là sôi động. Nhưng mà nếu như mà các bạn xem em ở trên mạng á, bởi vì mình là một người truyền cảm hứng và mình cũng là một kênh chuyên về kể chuyện, cho nên là các bạn sẽ thấy là trời ơi, cuộc sống chị này vui quá. Nhiều khi cái vấn đề người ta hay gọi là kiếp nạn, nhưng mà với cái câu chuyện của em, với cái cách kể chuyện á, thì mọi người sẽ nghĩ là trời ơi, nó vui dữ vậy. Cho nên là mọi người cũng nghĩ là chắc cuộc sống bà này cười miết thôi, không có gì đâu, không có gì đâu. Nhưng mà mọi người không hề biết rằng là cái gì cũng có hết trơn. Bệnh nghề nghiệp một tí thì thông thường cô sẽ luôn có cảm giác rằng là phía sau những cái kênh kể chuyện của những bạn content creator đi theo cái hướng này đều là những cái vấn đề riêng tư trong cuộc sống của các bạn á. Thậm chí là có nhiều bạn là bản thân mình cũng không hề ổn đâu, nhưng mà mình luôn kể về câu chuyện của người khác rất là ổn. Hoặc là mình kể về một chuyện rất không ổn của mình bằng một cái tâm thế, bằng một cái hình thái rất là ổn. Điều này nó như một dạng cơ chế né tránh. Cái chuyện mà ngày hôm nay mình ngồi đây mình chia sẻ với mọi người thì em sẽ dùng cái từ khóa gì để em mô tả? Chắc có thể là tuổi nổi loạn. Tuổi nổi loạn. Từ chữ nổi loạn thì người ta sẽ nghĩ ngay lập tức đến cái giai đoạn tuổi dậy thì. Câu chuyện của em là câu chuyện của tuổi dậy thì, hay câu chuyện của em đó là thực tế thì em là một đứa nổi loạn và đã có những tháng năm nổi loạn? Thực tế là em là một bạn rất là nổi loạn luôn. Tại vì trước khi mà em có một cái ngoại hình nó cũng tương đối nữ tính như bây giờ á, thì em cũng đã có trải qua những cái đợt mà em thay đổi ngoại hình rất là nhiều. Trong cái quá trình mà em lớn á, thì thật ra em là một người nếu nhìn á thì người ta sẽ nghĩ là cô bé này gặp ai cũng sẽ có thể nói chuyện được. Đúng, em vẫn có thể nói chuyện được, nhưng để mà em có thể bộc bạch hết những cái tâm sự của em á, thì thật sự rất là khó. Và như vậy á, thì nó cũng từ từ nha, hình thành cho em một cái tâm lý là không ai hiểu mình hết, và mình cũng không thể chia sẻ được với ai, và ngay cả với gia đình cũng vậy, và với môi trường xung quanh cũng vậy. Và nếu như mà mình muốn nhận được cái sự chú ý thì bắt buộc mình phải có một cái điều gì đó khác biệt hơn so với người khác. Và trong suốt cái quá trình con lớn luôn, là con luôn cố gắng trở nên khác biệt để con chứng minh bản thân và được công nhận trong suốt cái quá trình mà con cố gắng. Trong cái quá trình mà con lớn á, 10 phút một lần là con lại muốn nổi loạn. Trước năm con 20 tuổi là con rất là dữ dội. Trong suốt cái quá trình mà con lớn á, con là một đứa có được cái sự kỳ vọng của gia đình hay không thì vốn dĩ là có. Tại vì được kỳ vọng nhiều cho nên là phải cố gắng nhiều. Và cố gắng nhiều nó sẽ hình thành một cái tâm lý là cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng sẽ rất là giỏi. Và mình buộc phải giỏi. Và mình buộc phải giỏi. Con không phải là một người thông minh bẩm sinh nha. Người ta đi học đi 18 tiếng thì con phải học 24 tiếng. Con ví dụ như vậy. Một phần là con không chia sẻ được với gia đình rồi. Ngay cả mẹ của con cũng là một người là mẹ khi mà còn rất là trẻ. Và con cũng biết là mẹ con cũng là một người có cái tuổi thơ á, nó cũng tương đối là không có êm ả. Đôi khi cái cách mà mẹ con giáo dục con á, nó sẽ không được như cái mong muốn của con. Nghĩa là trong những năm cấp 3 á,
mỗi một khi mà con đến lớp á, bởi vì con cũng đã từng trải qua cái giai đoạn là con bị tẩy chay trong lớp rồi, thì cái mà con muốn á, là con muốn người ta phải chú ý con. Thì con nhớ luôn á, là hồi năm lớp 11 á, có một cái sự kiện mà phải gọi là chấn động luôn. Tại vì ngày xưa là con học trường chuyên, mà cô cũng biết là cái tiêu chuẩn của trường chuyên á, bạn này là phải giỏi, vừa phải giỏi về cái mặt đạo đức mà vừa phải giỏi về cái mặt kiến thức. Cho nên đôi khi con phải phá một trong hai cái đó thì để con trở nên nổi bật hơn. Cũng một phần là tại vì con chơi với những bạn cũng bị tẩy chay trong lớp giống như con, có đồng bọn rồi, bây giờ là mình phải quậy thôi. Là tụi con có uống bia, uống rượu ở trong trường, chỉ có một mình con bị bắt thôi. Và có một mình con bị nêu tên trước cờ, và cũng chỉ có một mình con bị hạ hành kiểm thôi. Và cái đó là một cái cú sốc rất là lớn với mẹ của con. Tại vì mẹ của con xây dựng cái hình ảnh của con là con nhà người ta, cho nên là con bị kìm lại, con bị kìm lại rất là nhiều. Con là một người có cái tâm hồn rất là bay bổng, con thích học nghệ thuật, con thích được nói, con thích được chia sẻ, con thích được viết. Ngày trước á, mẹ con còn có một cái ý định là muốn cho con học bác sĩ nữa. Con hành xử như vậy thì mẹ con cảm thấy là mẹ con không có vui. Lần này con rất là bất ngờ một cái, đó chính là mẹ con hoàn toàn giữ thái độ im lặng luôn. Và từ đó là mẹ con không nói chuyện với con luôn. Nghĩa là đối với mình đó là một sự trừng phạt. Mẹ được mời lên trường mà mẹ con không đi. Mẹ không đi tại vì mẹ đi quá nhiều. Và lần đó quyết định không đi và im lặng. Ví dụ mà không vui thì có thể sổ ra như mỗi khi đi, mà không, mẹ con giữ im lặng. Mẹ con chắc cũng bất ngờ sau cái sự kiện đó, tại vì không nghĩ là, mình biết nó quậy rồi, mình biết là cái tuổi dậy thì nó đã như vậy rồi, nhưng mà mình không nghĩ nó quậy tới mức độ như vậy. Em có nghĩ là lúc đó cái sự im lặng của mẹ nó cũng là một dạng bất lực của mẹ không? Có. Theo kiểu thực ra mẹ cũng không biết phải làm gì khác. Thế thì mình đón nhận cái sự im lặng của mẹ như thế nào? Con cũng im lặng luôn. Bởi vì mọi người luôn nghĩ về con á, là một người rất là mạnh mẽ. Đúng, con vẫn có cái phần tính cách đó trong người, nhưng mà những cái phần tính cách mỏng manh hơn thì ít ai nhận thấy lắm. Và cũng có một số những cái vấn đề xảy ra, ví dụ cũng có những cái điều không hay về con. Tại vì trong suốt cái quá trình con đi học cấp 3 á, con bị bạo lực mạng rất là nhiều. Mà một phần là đến từ vấn đề cân nặng. Vấn đề cân nặng của con. Thay vì con đáp trả thì con chọn im lặng và con thay đổi từ từ. Còn về cái vấn đề mà sự nổi loạn của con á, con cũng không biết nữa. Tại vì thời điểm đó con muốn như vậy thôi. Con cảm thấy rất là thỏa mãn sau khi con làm được cái điều đó. Tại vì ai cũng chú ý tới con rồi. Và trước đó là con cũng đã có những cái động thái cho cái trái bơm này nó nổ ra rồi. Con có hút thuốc rồi. Con cũng công khai với mẹ là con cầm cái điếu thuốc, con hút và con chụp gì nè. Là con thấy như vậy là cá tính lắm. Ngoài ra con nhuộm tóc nữa, con mua thuốc nhuộm, con mua lược chải, con mua là con tự làm hết. Thậm chí là cái thuốc nhuộm á, con nhớ đợt đó nó dính tràn cái tay con luôn, mà con đem đi học luôn, con không thèm tẩy luôn. Tại vì con thấy vậy là chắc lắm, nó không ra một cái màu gì hết á. Nhưng mà con được nhà trường chú ý. Thực ra cô cũng chưa biết câu chuyện nó sẽ kết tiếp như thế nào ha. Nhưng mà nãy giờ á, Minh Tinh nhắc đi nhắc lại rất là nhiều một cái tự nhận xét ở bản thân em, đó là cứ 10 phút là con lại muốn nổi loạn một lần. Và con luôn muốn làm cái gì đó nó khác đi với mọi người. Thì ở đây cô đang thấy có hai vấn đề rất lớn ở em luôn. Thứ nhất là dấu hiệu về tăng động ở em nó có. Cho nên là mình luôn là một cái đứa có nhiều năng lượng, và mình gần như luôn muốn đi ra khỏi mọi cái giới hạn và mọi cái định chuẩn tại cái thời điểm đó mà vốn mình phải theo. Ví dụ con gái là phải như vậy thì mình luôn muốn không, tao làm khác đi được không? Hoặc là học sinh thì phải thế này không, bây giờ làm khác đi được không? Và chính cái sự tăng động này nó làm cho em không ngồi im được. Hoặc là em làm một cái gì đó, thậm chí bây giờ cô chỉ luôn cho em một cái điều này, em về em coi lại hết các clip TikTok của em đi, em có phát hiện rằng là em không bao giờ phong bế lại được tứ chi của em khi em kể chuyện không? Dạ có, nó bị phải di chuyển liên tục. Em mới cảm thấy là nó thoải mái hơn. Đó là một trong những dấu hiệu. Một trong những dấu hiệu về cái việc đó là mình sẽ có xu hướng tăng động hơn người khác. Đầu tiên đó là về vận động cơ. Cái thứ hai đó là một cái nhu cầu muốn được chú ý. Cái nhu cầu đó nó phản ánh một cái sự cô đơn. Một cái sự cô đơn mà ở đó, thứ nhất về mặt tập thể em bị tẩy chay. Còn tại sao em bị tẩy chay thì nó là một câu chuyện hai chiều. Vì em muốn thể hiện nên em bị tẩy chay. Em càng bị tẩy chay em càng muốn thể hiện. Nó là một cái vòng luẩn quẩn không có lối ra. Mà bây giờ muốn có lối ra, đáng lý ra là nó phải một trong hai bên phải được tác động để đi khác đi cái hướng đó. Ví dụ giờ em không thèm thể hiện nữa, tại hoặc là em sẽ thể hiện theo một cái kiểu mà cái chuẩn mực của bên này nè, người ta cảm thấy người ta ngấm được. Hoặc là bên đây là phải văn minh lên, không có tẩy chay con người ta nữa, yêu thương bạn vô, không có được chọc bạn, thì em sẽ bớt nổi loạn đi.
cái nhu cầu cô đơn của em nó thôi thúc em làm những cái chuyện đó, là bước ra khỏi mọi cái định chuẩn đi, để mình sẽ ngay lập tức được người khác chú ý. Bởi vì thứ nhất nó có thể rơi vào giai đoạn độ tuổi đó là tuổi dậy thì, và cái thứ hai là có thể là chính em cũng mong muốn được mọi người chấp nhận nhưng mà không biết bằng cách nào. Cái câu chuyện mà uống bia rồi được gọi tên đó là nó đỉnh điểm nhất chưa? Chưa, con nghĩ là phải lên tới đại học. Cái việc mà con không hòa hợp với lớp á, nó tiếp tục lặp lại vào năm 2. Và năm 2 khi mà con học online, con nhớ luôn á là có một cái sự kiện đó chính là chia nhóm. Thì cô biết là tất cả những cái kênh giao tiếp của tụi con là đều phải thông qua tin nhắn hết. Thì nhóm mà con chơi hồi năm nhất á, thì các bạn đó lại không chọn con vào cùng một nhóm. Con cũng biết một phần á là tại vì cái tính của con khi con làm việc con rất là nóng tính. Con luôn muốn kiểm soát tất cả mọi thứ. Và nếu như mà cái ý kiến đó nó không đủ mạnh để thuyết phục con thì con sẽ không nghe. Một cái hành động mà con hồi con bấm điện thoại đó, con xin vô nhóm cái tay con vậy nè, cái tay con như vậy nè, mà kết quả là vẫn không nha, con vẫn không vào được nhóm. Mình nhận được những cái phản hồi như thế nào từ các nhóm? Không có trả lời tin nhắn, không trả lời tin nhắn và cũng không xem tin nhắn. Thế thì cảm xúc của cái lúc đợi rep tin nhắn nó như thế nào? Con không thể nào mà con ngồi yên. Lúc đó mình đã dự trù đến một cái tình huống là sẽ không có nhóm nào rep tin của mình hết. Dạ có, nhưng mà con cũng lạc quan là giờ không có thì cô cũng sắp mà, lo gì. Đó, con cũng như vậy. Thật ra trước đây con là một người có cái, có thể là bây giờ cũng vậy, con có một cái sự kiêu ngạo nhất định. Nếu như mà bây giờ mình hay dùng cái tên là lò luyện thi đó, con là một người là một chiến binh của những cái lò luôn. Trong cái quá trình con lớn, tất cả mọi thứ con đều phải làm một mình. Thì con nghĩ là bây giờ không có nhớ thì mình làm mình thôi. Mà mình cũng căng thẳng đó, nhưng mà thôi không sao hết, mình sẽ làm được. May mà vũ trụ không xếp hai cô trò mình lại. Dạ. Tại vì khi cô đi dạy cô không cho phép sinh viên nào làm việc một mình. Dạ. Nhưng cô sẽ ghi nhận cái sự khó khăn của một sinh viên buộc phải làm việc nhóm với những cái vấn đề tâm lý của bạn đó. Khi mà mình phải trải nghiệm lại cái cảm giác cô độc một mình trong một cái tập thể như vậy đó, em có quyết định giống như ngày xưa, đó là mình sẽ làm trần làm thượng lên, mình sẽ ồn ào như ngày xưa không? Hay có một cái sự chuyển biến nào đó khác của một cô sinh viên năm 2 so với một cái bạn lớp 11, 12? Cô cũng gắng, con cố gắng con nói với cô là bây giờ con không có nhóm, cô có thể sắp dùm cho con vào một nhóm nào hay không? Cô cũng rất là chủ động hỏi là con có vấn đề gì mà tại sao con không có nhóm. Thì mình cũng nói là do tính của con, cô và thầy giúp đỡ con á thì con cũng có nhóm. Khi con làm việc nhóm con luôn cảm giác con luôn bị người ta quan sát từ đầu tới cuối, nên là con phải thật cẩn thận, con phải thật tỉ mỉ. Và nếu như con gặp khó khăn con cũng không dám nói là mày ơi tao không biết làm, tao trình tao không hiểu gì chứ, con không thể nào con nói như vậy được hết. Con sẽ cố gắng con ngồi ngày ngồi đêm con ngồi để con mày mò con nghiên cứu cho ra bằng được cái thông tin đó thôi. Nhưng mà con nghĩ là cái sự kiện mà khiến cho mọi người có cái cách nhìn khác hơn về con đó chính là cái sự kiện có cái tên Minh Tinh đó cô. Và cái kênh TikTok này, khi mà con lập kênh TikTok này con cũng suy nghĩ nhiều là bây giờ mình sẽ phải chia sẻ cái gì đây. Câu chuyện mà mình đã nổi loạn trong suốt cái quá trình cấp 2, cấp 3 như vậy á, thì ví dụ sau này con nó có nổi tiếng hơn thì liệu nó có phải là một cái thứ vũ khí chặt ngược lại con hay không. Và từ khi mà con chơi TikTok á thì rõ ràng á là mọi người có cái nhìn khác biệt hơn về con. Mặc dù là con thuyết trình trước lớp con rất là run, con chưa bao giờ tự tin hết, nhưng mà với cái điện thoại nghĩa là cảm giác mình không bị ai phán xét, mình không bị ai dòm ngó, mình có thể thoải mái tự tin bắt điện thoại lên con thích là con nói thôi. Nhưng mà vô tình nó lại tạo một cái hiệu ứng và mọi người biết tới con rất là nhiều. Có những người bạn trước đây họ biết con rất là kinh khủng khiếp ở trường cấp 3, thì họ nhìn lại cái hình ảnh này của con họ còn phải nhắn tin họ nói là bây giờ con có một cái hình ảnh khác hơn so với trước, mà họ cũng rất là bất ngờ. Và đôi khi mà con bộc bạch nhiều về bản thân con cũng suy nghĩ là có khi nào người ta cảm thấy là con nhỏ này nó lắm chuyện quá, nó nhiều điều quá hay không. Con cũng suy nghĩ tới điều đó. Nhưng mà cơ bản nhất mà con muốn trên mạng xã hội là để con vui, con kết bạn, con giải trí. Nên là thôi con thích gì thì con cứ làm đó. Nhưng mà nó cũng vô tình đặt cho con một cái dấu chấm hỏi rất là lớn, là liệu là người ta thích mình, người ta muốn nói chuyện với mình bởi vì hiện tại mình đã có sức ảnh hưởng nhất định, hay tại vì mình là mình. Bởi vì ngày xưa con là con, không ai thích con hết. Nếu như em bị hoài nghi thì câu hỏi ngược lại cho em lúc này sẽ là: thế thì những gì mà em bộc lộ trên cái kênh Minh Tinh đây, nó có phải là em không? 80% là con người con. Vậy 20% còn lại nó là cái gì? Thì con cũng có chọn lọc câu từ. Cái việc chọn lọc rồi bắt đầu con ngồi con cắt ghép clip, thì con lại cảm giác là sao mình phải khổ vậy trời. Thì thôi thay vì nói thẳng là không thích đi, thì sao mình phải ngồi mình chọn lọc mình cắt ghép clip. Nó vẫn có 20% nó phản phất là con không được tự nhiên ở vấn đề đó. Nhưng em có nghĩ là chúng ta là tất cả những gì chúng ta thể hiện không? Chỉ có điều rằng là cái chúng ta thể hiện chưa phải là cái ổn định nhất tại thời điểm đó.
Thực sự nãy giờ em đã nói rất là nhiều về việc mọi người không hiểu về mình. Nhưng một câu hỏi thật sự nghiêm túc dành cho em nè. Em có thấy là em mất kết nối với bản thân của em không? Dạ có. Cách đây khoảng tháng 4 có xảy ra một cái sự kiện. Trước khi con xây kênh này á, con có một cái kênh về làm bản đồ sao và cung hoàng đạo. Và con đã bị một cái phốt rất là lớn. Thật ra nếu như mà nói á, là bạn đó phốt đúng về con 100% thì không hẳn, nhưng nó vẫn có cái để mà cho con nhìn lại. Bạn đó phốt con rất nhiều tập luôn. Thậm chí là có những bạn á, là khách hàng của con luôn, vào comment mấy bạn đó chửi con. Chửi con rất nhiều. Mà con là người giúp đỡ mấy bạn đó trong lúc mấy bạn đó khó khăn. Con nhớ có một bạn, bạn đó tìm đến con lúc 2 giờ sáng. Con ngồi con chia sẻ, con tâm sự với bạn rất nhiều. Nhưng mà khi cái bài phốt của con diễn ra, nghĩa là những ngày đầu con chọn con không đọc, nhưng mà ngày sau con đọc thì con lại thấy comment của bạn đó đầu tiên. Và nó cho con một cái cảm giác là, vậy thì mình bỏ thời gian cho người này làm gì? Con cảm giác bị phản bội. Vì một cảm giác phản bội rất là lớn ở trong con. Và cũng có một cái comment mà khiến cho con suy nghĩ nhiều luôn á. Đó chính là, nó nghĩ là ai cũng thích nó hết. Cái cú sốc nữa với con là con mất luôn cả cái kênh đó. Rồi sau đó con mới nghĩ là thôi dẹp luôn đi. Nhưng mà sau đó thì con lại bén duyên với cái kênh này. Con có một lần con đã bỏ xứ đi, dùng đúng từ là con bỏ xứ đi, là con ở dưới Vũng Tàu một tháng trời. Bằng tất cả những tiền tiết kiệm con ở dưới thì con mới thấy là à, thật ra là nó cũng không có quá là nặng nề đâu. Lúc đó con suy nghĩ nha, có phải là tại vì mình sợ Sài Gòn nên là mình mới trốn ở dưới. Mình làm gì trong một tháng đó? Con làm công việc online để con kiếm sống. Nhưng có điều là mình không muốn về lại thành phố. Con không muốn về lại thành phố. Con đã có cái suy nghĩ là con sẽ bỏ học. Tới năm tư con vẫn có suy nghĩ con bỏ học. Đến thời điểm này thì còn ý định bỏ học? Dạ không. Tại vì tháng 10 năm sau con ra trường rồi. Trước khi con muốn thỏa mãn với thôi con. Mà nếu con cứ thỏa mãn hoài như vậy là không có được. Thôi con quyết định là con đi học tiếp. Em dùng từ thỏa mãn nhưng mà thực ra em có nghĩ nó thực sự là thỏa mãn không? Một cái người trẻ nghĩ rằng mình đủ lớn hơn những người đồng trang lứa, nhưng mà thực ra thì mình vẫn chưa trưởng thành. Cái sự trưởng thành ở đây không có nghĩa là mình còn khờ khạo hay gì hết, mà là thực ra mình vẫn rất ngơ ngác với chính mình. Điều đó nó làm cho em bị bất an, nó làm cho em bị căng thẳng. Cái cách mà em làm việc á, thực ra nó thể hiện cái tính nhất quán về mặt tâm lý thôi. Em càng mong muốn rằng mình phải là cái người control được mọi thứ, ngay cả trong cái việc làm việc nhóm, thì cái giá phải trả hoặc là một cái diễn biến tâm lý kéo theo là gì? Là em luôn bị áp lực về tính cầu toàn. Em buộc phải cầu toàn bởi vì em đã là cái người áp chế người khác bằng cái quyết định của em mà. Nghe lời tôi đi, tôi nói là đúng rồi, vậy thì em buộc phải đúng. Điều đó nó dẫn đến một cái câu chuyện, đó là em luôn rất là băn khoăn trăn trở về những cái điều em làm. Em chỉ căng thẳng rằng người ta có hài lòng với em không. Cái vô tình nó làm cho mình mệt mỏi và tốn năng lượng rất là nhiều. Và đó là lý do cô đặt ra câu hỏi ban nãy là em thực sự có mất kết nối với em không? Hồi đầu em nghĩ là em không biết em thích gì, tại vì cái gì em cũng giỏi. Nó là một cái tâm lý rất là độc hại luôn. Tại vì mình có vấn đề, mình phải chịu nhìn cái vấn đề đó, nó nằm ở đâu. Em nghĩ là cái việc mà gọi là mất kết nối với bản thân á, nó xuất phát từ rất nhiều yếu tố mà nó thể hiện hết trên con người em luôn á. Tính cách em cũng vậy. Em rất hay thay đổi, em thay đổi trong quyết định nha. Có thể là 3 giờ em hẹn bạn này đi chơi, nhưng tới 4 giờ là em lăn ra em mệt rồi. Tất cả những người mà từng tiếp xúc với em á, họ nghĩ là em rất kiên định, nhưng mà không phải là em kiên định với cái quyết định của em, mà là em rất cứng đầu. Tức là mình bảo thủ, mình cứng đầu, nhưng thực ra cái độ bền trong quyết định của mình nó không có. Nó không cao. Vì tăng động. Tôi vẫn quay trở lại cái keyword đó. Cái sự tăng động đó nó không phải là phải ở mức độ bệnh lý quá nặng đâu. Mà nó là một cái, nó có thể là một cái biểu hiện ở trong tính cách, ở trong cái, thậm chí là trong hoạt động hệ thần kinh của em luôn. Cái hưng phấn của em nó quá linh hoạt. Điều đó nó dẫn đến cái câu chuyện đó là mình khó ổn định trong các cái quyết định của mình, hoặc là trong những cái ý chí của mình. Vốn em có năng lực cho nên là nó xui một cái là em làm gì có vẻ cũng được. Chính vì cái điều đó nó lại vô tình quay trở lại củng cố cho mình một cái niềm tin đó. Được, tôi giỏi, thao túng được cả mọi thứ, ta nắm càng khôn ở trong tay. Nhưng điều đó nó làm cho em bị quá sức. Bởi vì thực ra về bản chất, làm gì có cái đứa nào trên đời này cái gì cũng giỏi. Mà mình bộc lộ điều đó thì thường thiên hạ cũng không thích một cái người quá tự tin. Đó là lý do mà mình lại bị người khác tẩy chay, hoặc người ta không có muốn kết bạn với mình. Cuối cùng thì mình vẫn là một cái người rất là lo sợ, rất là cô đơn, rất là hoài nghi nữa. Và đến bây giờ vẫn còn hoài nghi là người ta thích mình hay người ta thích cái kênh của mình. Người ta thích mình hay người ta thích mình của cái kênh đó. Tại sao em không tự tin rằng mình chính là ở trên kênh? Đôi khi em vẫn có một cái sự lo sợ. Giống như cô thế nói. Thì bây giờ cô hỏi nè, có quan trọng gì không khi người ta thích em hay là người ta thích em ở trên cái kênh đấy? Nếu như mà em nói em không quan trọng là em nói xạo. Em vẫn có sự quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng hơn nè, em thích em ở phiên bản nào?
Em nghĩ là em thích em ở phiên bản trên clip hơn là so với ngoài đời. Thế thì mình cứ như vậy đi. Nó chỉ đáng sợ khi đó là một điều rất giả thôi. Là mình vay mượn thông tin nè, mình vay mượn background nè, mình vay mượn năng lực của một ai đó nè. Trong khi đó vẫn là mình mà. Tại sao em không nghĩ rằng đó là một phiên bản nó hợp với em? Và ô, nó đây rồi, tôi tìm được tôi rồi. Bởi vì về bản chất hành trình của cuộc sống là hành trình đi tìm kiếm chính mình mà, chứ đâu phải đi tìm kiếm bên ngoài đâu. Thế thì coi như là hai mươi mấy năm đầu đời là xoay trở, lột xác, bóc tách, để rồi cuối cùng ở giai đoạn này là tôi thoát kén thật sự, tôi biết đây là tôi rồi nè. Thì tôi lấy cái bản sắc đó để tôi củng cố nó và tôi định hình thôi. Cái quan trọng là em có cảm hứng với mình ở phiên bản nào. Bởi vì thực ra mình không có chiều lòng thiên hạ được. Cho nên là đầu tiên mình phải là mình với cái phiên bản mình mong muốn. Bởi vì cái điều đó nó sẽ làm cho em có một cái thần khí mà ở đó mọi người vì cái thần khí đó mà sẽ được thuyết phục cái tình cảm người ta dành cho em, bởi vì nó thật. Chứ còn nếu người ta thích em vì em giỏi thì em giỏi được tới đâu? Bởi vì chắc chắn là cao nhân tắc hữu, cao nhân trị, đúng không? Nếu như em giàu được tới đâu? Vậy thì cuối cùng em chỉ cần là em thôi, và em yêu cái bản thể của em, thì điều đó nó sẽ dẫn đến cái tình cảm mà mọi người dành cho em. Thế thì mình chốt đơn được chưa? Hiện tại thì vẫn chưa, em vẫn còn muốn khám phá thêm. Em cũng nói rất là nhiều lần với gia đình của em á, nếu như mà một hai ngày sau mà thấy con bỏ đi á, thì cũng biết là con sẽ trở về khi mà con đã cảm thấy ổn. Tại vì chính vì cái mà không ngại thử cái mới á, nên là cái gì em cũng dám làm hết. Nhưng sau khi em làm rồi bắt đầu em mới sợ. Tính của con á, là rất nhiều người nói là con giống một thằng con trai hơn là một nhóm gái. Con muốn là con phải làm cho bằng được. Nhưng mà mình có dám chịu hậu quả không? Tới bây giờ thì con vẫn có cái sức đi con chịu được. Nên vậy là con thì cứ khám phá đi. Con cứ làm hoài như vậy. Cô chỉ lo một điều, đó là chỉ biết làm nhưng mà không cần quan tâm hậu quả. Và nếu hậu quả nó có thì mình để cho người khác dọn dẹp, thì cái đó đáng sợ thật. Nhưng nếu như chỉ đơn thuần thôi thì em vẫn đang thể hiện đúng bản chất của sự sống mà. Thực ra em sẽ nghĩ gì nếu như sau câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, các bạn bắt đầu đặt ra một cái hoài nghi dành cho em là: vậy cuối cùng thì tôi nên coi bà làm sao? Tôi nên coi bà là bà của cái câu chuyện ngày hôm nay, hay là tôi nên tin vào bà của ở Minh Tinh đây? Mình đối diện với một cái hoài nghi như vậy từ mọi người thì em sẽ trấn an mọi người kiểu gì? Thì em nghĩ là bây giờ nếu như mà có phát sóng đi, là các bạn thấy là em khác so với những cái hình ảnh mà em chia sẻ, từ từ cũng sẽ quen thôi. Đó, thì cứ chấp nhận mình là mình thôi. Nếu vậy thì nếu như có một cái sự mong muốn trong cái việc biến đổi của bản thân mình trong tương lai, thì em mong muốn là trong tương lai điều gì ở em nó sẽ thay đổi? Về cái tính nóng nảy của bản thân em, tính hấp tấp nè, từ nhỏ tới lớn luôn, không ai cản được em hết. Em muốn là em sẽ làm. Hành trình con đi là con cũng biết trước là con sẽ một mình, và chắc chắn sẽ một mình luôn. Tại vì dù người ta có giang đôi tay giúp mình, chưa chắc mình đã đủ cởi mở để mà mình có thể nắm lấy cái đôi tay đó. Cho nên là con muốn tập từ từ lại cái tính của con nó điềm đạm hơn. Rồi, nếu như mà đó là trăn trở thì đây sẽ là lời khuyên nè. Thứ nhất là cần phải xác định rằng cái tính nóng nảy của mình nó đến từ một cái đặc tính thuộc về khí chất, một cái loại khí chất mà quá trình hưng phấn nó áp đảo hoàn toàn quá trình ức chế. Cho nên nó đòi hỏi một cái sự rèn luyện nghiêm túc về mặt thể lý. Nó phải liên quan đến việc em tập thở. Nó liên quan đến việc em tìm đến với một cái môn thể thao mà thực sự làm giảm lại các quá trình xung động thần kinh. Ví dụ như là yoga hoặc là một cái môn gì đó để mình có thể calm down cái cơ thể của mình xuống. Bởi vì cần xác định rằng cái sự nóng tính này nó không phải là câu chuyện đơn thuần là về tính cách, mà nó là cả một cái sự vận động của cơ thể rồi. Cho nên đó là cái điều đầu tiên, thực sự nghiêm túc nói đến những cái môn thể thao hoặc là cái sự kiểm soát cơ thể là em phải tập trung. Cái thứ hai là có thể nó đến từ cái việc là mình hãy tập chậm lại trong việc đưa ra quyết định thôi. Nếu vậy thì với cái câu chuyện của mình ngày hôm nay, thực ra nổi loạn thì cô tin rằng là bạn nào đã từng đi qua tuổi trẻ thì cũng phải có nổi loạn. Nhưng mà cái kiểu nổi loạn của mỗi người luôn luôn khác, với Minh Tinh nó cũng khác. Và khi em quyết định chia sẻ với mọi người thì cái thông điệp mà em muốn nói với chính mình, hoặc là em muốn chia sẻ với mọi người đang theo dõi chương trình, thì em muốn nói điều gì? Thì em chỉ nói đơn giản là sống thật thôi. Có gì làm đó đi. Cái gì thì mình tính sao, miễn là mình bình an là được. Đúng, miễn bình an là được, đúng không? Miễn bình an là được. Mình vậy thì chỉ thêm một ý nữa thôi, đó là hãy đón nhận cái thật đó của mình, cũng đừng tự hoài nghi bản thân như vậy. Chúng ta là tất cả những gì chúng ta thể hiện. Có một lời khuyên nào nữa cho các bạn không? Nên viết ra những điều mà mình sắp làm. Thật ra là em là người rất linh động ở trong con chữ. Và con chữ nó giúp cho em cảm thấy chữa lành hơn. Nên là em viết ra, em viết rất là nhiều thứ. Viết xong rồi bắt đầu gạch lại, rồi gạch bỏ.
thấy chưa? Rồi mình sẽ thấy là đúng rồi, quyết định này là khoan đi ha, từ từ đi ha. Rồi, cảm ơn Minh Tinh. Yeah. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện với câu chuyện ngày hôm nay. Rõ ràng là chúng tôi cũng không bóc tách được quá nhiều những cái gì mà bạn ấy đã trải qua trong những năm tháng tuổi trẻ, và có vẻ như bây giờ vẫn còn đang tiếp tục. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hy vọng rằng là với câu chuyện của bạn ấy, chúng ta một lần nữa hiểu rằng ai cũng có chuyện, và có những hình ảnh sống động ở bên ngoài. Điều này không có nghĩa là cuộc sống của họ không có những góc khuất hoặc là không có những cái nỗi trăn trở. Cho nên trước khi phán xét một điều gì đó, cũng nên chậm lại để hiểu rằng là đôi khi người nói thì vô tình, nhưng mà người nghe thì hữu ý. Và có những điều chúng ta nói xong chúng ta đã quên từ rất lâu rồi, nhưng mà người nghe có thể mang theo nó cả đời. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ekip và luôn đón nhận câu chuyện mỗi tuần. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho tuần này cũng đã hết rồi. Chúng ta đành phải tạm biệt nhau thôi. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào một tuần nữa với Ai Cũng Có Chuyện. Xin chào. Giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình ha. Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán. Tên là Lưu Văn Thọ. Sinh ngày 19 tháng 9 1991, quê Nghệ An. Lưu Văn Thọ, 1991, Nghệ An. Đúng rồi. Rồi, bây giờ hiện tại anh Thọ đang làm công việc gì? Em đang phục vụ trong dầu khí ở Vũng Tàu ấy. À, đang công tác dầu khí ở Vũng Tàu. Dạ. Anh có thể chia sẻ chút xíu cụ thể hơn cho em là anh sẽ làm về cái mảng nào không? Em làm bên dịch vụ dầu khí ạ. Làm bên, là bên buôn bán hay sao? Không, dịch vụ phục vụ cho dầu khí, cho giàn khoan này. À, phục vụ cho giàn khoan rồi. Yeah. Vậy là một gia đình là mọi người vẫn đang ở Nghệ An hay là như thế nào? Có ba chị ở Vũng Tàu với lại gia đình ở Nghệ An. Có chị ở Vũng Tàu ạ. Dạ. Rồi. Anh Thọ là con người như nào, có điểm mạnh, điểm yếu đi? Điểm mạnh thì... Em thì mỗi cái một ít thôi, không có điểm mạnh. Có chơi thể thao không? Dạ, em có anh, chơi thể thao. Thích chơi thể thao. À, thế chơi môn gì anh? Em đá bóng, với lại tập thể hình. Rồi. Anh là cao mét mấy anh Thọ hay? Cao 1m... 68. Rồi, ok. Rồi, thế bây giờ cái điểm nào là điểm yếu mà mình cảm thấy mình chưa được trong công việc, đó là nhấn như là trong chuyện tình cảm? Yeah. Em điểm yếu thì chỉ có chắc ít nói. Ít nói về ít quan tâm đến người khác. Rồi, ít nói, ít quan tâm đến người khác. Yeah. Rồi. À, tình trường của mình như nào ạ? Tình trường thì em có một mối tình mà cùng chia tay cùng lâu rồi, cùng 5-6 năm. Chia tay 5-6 năm. Thế sau khi chia tay mối tình đấy thì cũng có đi tìm hiểu nhiều người không? Cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng không đi được đến đâu. Anh cảm thấy là lý do là sao? Chắc mình là người hơi khó gần, ít nói nên khó gần. Ít nói khó gần. Rồi. Cái mối tình mà chia tay cách đây 5-6 năm ấy, là anh yêu cái chị đấy là khoảng bao nhiêu lâu? Khoảng 1 năm rưỡi. Quen vậy cũng dài dài mà tại sao lại chia tay ha? Vì có nhiều cái nó không nhiều điểm nó không được chung, là cũng cảm thấy không hợp. Ví dụ cụ thể. Ví dụ thì nhiều khi cái chỗ em thì lúc trước thì em muốn về quê nhưng mà bạn đó thì lại không thích về ấy. À, bạn đó cũng đang ở trong Bà Rịa luôn. Bạn đó ở, lúc trước ở Đồng Nai. À, đó. Bạn đó không muốn về quê. Bạn đó cũng là người Nghệ An. Ở Việt Trung, Quảng Bình.
không muốn về quê. Rồi. Không cùng quan điểm cái đó, thế nên là ai là người chủ động chia tay? Ừ, đó chủ động chia tay. Rồi. Ok, bây giờ anh mong muốn tìm được một người bạn gái như thế nào? Nói về ngoại hình, tính cách, tất cả mọi thứ. Ngoại hình thì bình thường là được, còn tính cách thì cũng bình thường thôi, không hiền lành là được anh. Bình thường. Cần phải... Rồi. Vị trí vùng miền. Thế thì cùng quê được thì càng tốt, còn không thì em muốn quen bạn ở miền Trung. Tuổi tác sao ạ? Tuổi tác thì không không đặt thành vấn đề anh. Có thí dụ bây giờ bạn gái mà có từng đổ vỡ trong hôn nhân có chấp nhận không? Không được anh, em thì vấn đề đó em thì không không quan trọng vấn đề đó. Có con có được không? Cũng được. Rồi, ok, em cảm ơn anh Thọ nhá. Thì ngày hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên, nếu mà anh được chọn vào vòng ghi hình nhé thì sẽ có biên tập làm việc nội dung kỹ hơn với anh nhá. Xong rồi mời anh lên thành phố Hồ Chí Minh ghi hình. Rồi, chào anh. Ừ, Nghĩa giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè, có phải đến từ Quảng Ninh không nhở? Em đến từ Hà Tây chị ạ. Thế à, rồi Nghĩa giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ tên, tuổi, công việc, quê quán hiện tại của em nhá. Em thì sinh mùng 6 tháng 10 năm 1992. Tên đầy đủ của em là cái gì nhỉ? Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội. Em là cái gì Nghĩa nhỉ? Đào Mạnh Nghĩa gì ạ? Đào Mạnh Nghĩa. Dạ. Nghĩa sinh năm 1992 đúng không? Dạ. Rồi, đang làm công việc gì? Em đang kinh doanh quán nhậu nhỏ ở thành phố Biên Hòa chị ạ. À, đang kinh doanh quán nhậu, là quán nhậu của em luôn hả? Dạ. Nhỏ là nhỏ cỡ nào, bao nhiêu bàn? Đấy cũng tầm còn 5-70 bàn gì đó chị ạ. Trời, 5-70 bàn mà quán nhậu nhỏ. 5-7-10 bàn ấy. À, trời, 5-7-10 bàn, tức là maximum là 10 bàn, đúng không? Dạ. Vào đây lâu chưa Nghĩa? Em vào từ năm 2017 chị ạ. Rồi em vào đây có ai không? Em có một bà chị gái. Dạ, chị gái rùa chị ạ. Rồi kinh doanh thì doanh thu hàng tháng ấy ổn không Nghĩa? Cũng tùy chị ạ, tháng thì cũng được khoảng 10-15 triệu, có tháng được khoảng 20 triệu chị ạ. Đấy, đây là trừ hết rồi là doanh thu, thu nhập trung bình đấy đúng không? Dạ, dạ. Vậy ở dưới bên ngoài là có nhà cửa, đất đai gì chưa? Quán đây em vẫn thuê chị ạ. Ý là mình đã mua đất, mua đai gì ở dưới bên ngoài chưa nhỉ? Dạ em chưa chị ạ. Rồi mình kinh doanh quán nhậu là chuyên, có chuyên về món nào không hay là tất cả các món? Em chuyên về vịt gà lướng và các đồ lướng chị ạ. À, hèn chi là đặt cái nickname là Nghĩa Vịt đấy đúng không? Dạ đúng rồi đấy. Quê em là Vịt Vân Đình đấy. À, quê Vịt Vân Đình đúng không? Đúng rồi đấy. Thế trong này mình cũng mang Vịt Vân Đình vào đây để mình ấy hả? Dạ. Và ra vận chuyển vịt từ ngoài Ứng Hòa vào đây. Đâu, lấy trong này chứ chỉ mang gia vị vào thôi. Mang theo cái nguồn gọi là bí kíp vào thôi. Bí kíp đúng không? Dạ. Chuyên vịt cỏ Vân Đình đấy đúng không? Đúng rồi chị ạ. Ừ, rồi, em có điểm mạnh điểm yếu gì nè? Em thì nếu mà có điểm mạnh thì em chẳng có, chỉ gọi là điểm yếu thì mình hay là ít nói thôi chị ạ. Nếu điểm mạnh chẳng có thì em kinh doanh thì ai là người đầu bếp? Em có một mình ạ. Như thế là điểm mạnh của em rồi còn gì nữa? À, như thế là gọi là điểm mạnh là nấu ăn nha chị. Đúng rồi, nấu ăn này một mình điều hành quản lý này đúng không? À, thế thì không biết thì đâm ra bây giờ là vẫn ế đấy chị. Ừ. Em có mấy nhân viên, có nhân viên chạy bàn không? Trước thì em có thuê 2 người mà giờ đang xuống em cũng làm một mình à. Rồi một mình làm kịp không? Vẫn kịp chị ạ, nhiều khi có bà bác ở bên hàng xóm và phụ hộ. Rồi, còn chị gái thì trong này làm gì nào? Và chị em thì bán tạp hóa thôi. Có hát hò gì được không Nghĩa?
Nên đi hát karaoke có màn hình thì hát được chị ạ, còn hát bình thường hát chay thì khó nghe lắm. Thôi hát chị một đoạn hát chay chị nghe thử nó khó nghe chỗ nào nào. Khó nghe lắm chị ạ, mới cả không không thuộc đoạn nào ấy. Không thuộc đoạn nào hả? Dạ. Rồi, thế thì đã qua trải qua mấy mối tình rồi. Em thì có một vợ một con rồi, nhưng mà em đi hôn được mấy năm rồi, 3 năm rồi. Là đi hôn là vào đây mới đi hôn hả? Dạ. Và em ly hôn thứ hai từ hai ly hôn từ 2019 rồi. Tại sao lại ly hôn với em? Mấy con em mấy tuổi rồi? Con em được 4 tuổi chị ạ. Lý do ly hôn là gì này? Chắc do mình nghèo quá thì vợ đi làm công ty đi theo thằng khác chị ạ. Là vợ cũng vào Biên Hòa với em thôi đi làm công ty. Đâu vào đây được tháng hơn tháng thì bắt đầu là về ly hôn rồi chị ạ. Đó mới vào có hơn tháng thôi đã quen được người khác rồi hả? Gọi em lấy nhau được có 5 rưỡi à? Thì em cưới xong là em mới vào đây đúng không? Đúng rồi. Em mà cưới ai? Em cưới 2018 thì 2019 thì ly hôn. Rồi em vào đây 2017, xong rồi vào đây em mới cưới vợ. Thì là 2017 thì em có vào được hơn gần 15 thì em được ra. Là vợ cùng quê hả? Và em ở Lạng Sơn chị ạ. Rồi bây giờ con ai nuôi, con trai hay con gái? Con trai em nuôi chị ạ. Là vợ bỏ đi là bỏ đi một mạch luôn. Dạ. Là để con lại cho em nuôi chứ không phải là ra tòa hòa giải hay cái gì hết. Đúng, ra tòa thì họ không nhận nuôi mà. Thì đó, ý là ra tòa cái là đi luôn, không có nhận nuôi con đó. Đúng rồi. Bây giờ có về thăm con không? Em thì 15 khi về lần, 2 lần chị ạ. À, con là gửi ra nội hả? Con, bố mẹ em nuôi ở quê. À, yeah. Ok. Vậy từ lúc ly hôn đến nay có tìm hiểu ai khác không? Em chưa chị ạ, bận làm quán suốt, ngày ngày nào cũng có đi chơi đâu. Rồi giờ ví dụ như có bạn gái rồi có thời gian để hẹn hò không? Mà bạn như vậy thì có thời gian hẹn hò không? Nếu mà ở khu bên Biên Hòa chắc được đấy chị ạ. Thì tiền theo cô nào nó càng càng giản dị thì càng tốt chị ạ. Rồi càng giản dị thì cỡ nào này? Nói giản cho chị dị. Nghe cái mẫu người xem nào. Cứ giản dị chân quê mộc mạc như còn nông thôn ấy chị ạ. Rồi về ngoại hình thì sao, tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì cả chân nhau 1-2 tuổi hoặc là hơn kém nhau 1 tuổi cũng chẳng quan trọng chị ạ. Lớn hơn em 2-3 tuổi được không? Được chị ạ. Rồi ly hôn nuôi con giống em được không? Cũng được mà chị, sao đâu, con họ cũng là con mình sao đâu mà. Con nào mà chẳng là trời trời cho. Nhưng mà em có định đón con em vào đây nuôi không? Dạ. Em có định đón con vào đây nuôi không? Chắc không chị ạ. Bố mẹ em bỏ đón vào mà bố mẹ em không cho vào. Tức là nhà em là chỉ có 2 chị em thôi hả? Nhà em 3 chị em. Nhà em là con út hả? Dạ. Nên là cháu em, cháu con em là cháu đích tôn đấy, đúng không? Đúng rồi đấy chị ạ. Nên là ông bà cưng, ông bà không muốn cho đi. Ta đang ở cùng ông bà từ nhỏ, đi vợ em đi từ lúc con mới được có 9, 9 tháng à. Vậy hả? Dạ, nó bé à, xong là cứ ông bà nuôi, ông bà quấn nó cũng bảo là cho vào đây học mà ông bà không có cho à? Nhưng mà từ lúc mà ly hôn thế này thì vợ em có thăm con hay là có liên lạc gì không? Trước thì Long nó về lần mà bây giờ mấy năm nay không thấy nó về. Rồi, giờ quê quán các bạn gái thì em không muốn ở đâu? Em thì em muốn ở ngoài 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 miền Trung, miền Bắc thì càng tốt chị ạ. Tại vì sau này vẫn chỉ hướng về quê mà. Chị ở trong miền Tây thì xa xôi quá và sau này lại khổ. Nếu mà không may có lên duyên đấy thì cái này khổ khổ cho cả hai chị ạ. Không may lên duyên. Thì thế, thế bởi thế. Từ miền Tây nó xa chị, mỗi lần đi đi về đi xa xôi cách trở ra. Rồi. Rồi về công việc của bạn gái em có yêu cầu gì không? Em chẳng yêu cầu gì nhiều đâu chị ạ. Thì làm lương tầm khoảng 4-5 triệu là được rồi chị ạ.
Có công việc là được đúng Dạ. không? Ok. Rồi, nếu mà có được đi ghi hình tìm được người phù hợp á, thì mang quà lên tặng bạn gái con đi quay được không? Như thế thì ngại quá chị ạ, thả tặng cái Có gì gì? mà mình quay đến đấy thì Có sợ gì? mỡ quá. Không có gì hết á, mình mang mình thấm cho nó lầu mỡ lên, coi như tay nghề của mình, thể hiện cái tay nghề của mình chứ có gì đâu. Thôi chị ạ, ngại lắm. Tính em nhút nhát từ xưa đến giờ lên thấy ngại lắm. Bao nhiêu người nhìn, xấu hổ chết. Không không có ai nhìn, thay vì mình phải đi mua món quà mấy trăm nghìn, mình mang cây nhà lá vườn mình đi, mình vừa thể hiện được cái công việc của mình vừa cho bạn gái thấy là ở anh như thế này này, anh đơn giản như này nè, chứ có cái gì đâu. Vậy à? Dạ. Ừ đúng không, ví dụ như bây giờ nha, em mua một cái món quà, một cái hộp sô cô la hay cái gì đấy, nó cũng là mấy trăm ngàn rồi đúng không, Dạ. tự dưng mà về chưa chắc người ta đã sử dụng. Mà em vẫn thấy ngại chị. Không ngại đâu, không có gì đâu, bao nhiêu người người ta mang lên rồi có sao đâu nha. Dạ. Ừ. Rồi ok, cảm ơn Nghĩa nhiều, có gì chương trình sẽ liên hệ với em để Dạ có lịch dạ. của bạn gái phù hợp ha. Dạ, em chào chị ạ. Ừ chị chào em. Dạ. Anh ơi. Dạ. Nghe 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 nghe. Dạ vâng, bây giờ anh tự chủ động anh giới thiệu những cái thông tin cơ bản về bản thân mình này, họ tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại anh đang sinh sống ở đâu, công việc của anh là gì nhá. Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì, cứ chủ động anh giới thiệu ạ. Là ghi hả hay là Anh nghĩ là anh giới nói? thiệu, anh nói ạ, bây giờ anh đang nói trực tiếp với tụi em này, tụi em đang coi anh nè. Đang ở quê thì ở Bình Họ và Thuận. tên, dạ vâng, anh giới thiệu đi ạ. Anh chủ động giới thiệu họ và tên, anh tên là Hiền, cái gì Hiền đó, ngày tháng năm sinh như thế nào, dạ. Thì tên là Nguyễn Đăng Hiền. Dạ. Sinh ngày 3 tháng 12 năm 1987. Rồi. Công việc hả? Hiện tại đang ở đâu? Công việc là gì? Đang ở Bà Rịa Vũng Rồi. Công việc của anh. Công việc của anh thì trước kinh tế trước năm trước á, thì bảo trì thư ký, nhưng mà vì nói chung là vì kinh tế nó ổn không ổn định á, cái công ty nó đóng cửa cho tạm nghỉ á, khi nào dây chuyền làm lại thì mới đi làm lại ấy. Dạ vâng, bây giờ Thì anh đang làm gì? anh là học bên bảo trì cơ khí. Dạ vâng, nhưng mà bây giờ thì tạm nghỉ rồi, thì mình đang làm công việc gì để Giờ sinh sống? đi làm thêm ở ngoài thì đi chạy Grab ấy. Chạy Grab ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, anh Hiền là một người như thế nào? Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Anh hả? Trước đây anh cũng có đi hát kèo kéo. Còn điểm yếu hả? Điểm yếu hả? Điểm Anh yếu gì mà khiến cho mình bị ấy, ha. mình chưa có bạn gái, điểm gì mà mình cần thay đổi cho bản thân của mình? Mình kiểu là mình khó bắt chuyện, nếu mà người quen thì không nói, nhưng mà người lạ là ít khi để ý hoặc hỏi hỏi thăm lắm. Nói chung là ngại bắt chuyện với người khác. Không cởi mở hả? Sống một mình, nhưng mà sống một mình lâu nay rồi nên nó cũng quen. Rồi em hiểu. Rồi bây giờ thì để thay đổi không khí thì anh từng đi hát kẹo kéo, thế bây giờ anh hát một bài ha. Hát luôn để mà chiêu đãi chương trình đi, ekip đi. Hát dây vậy hả? À, vâng, hát chay. Mấy em đã lên trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là vác cái kéo loa kẹo kéo lên. Trời ơi, chết luôn, ngại chết. Dạ, hát đi anh. Chờ anh hát trước bao nhiêu con người còn hát được, anh hát ngoài đường anh còn hát được. Lên chương trình anh hát quá ok chứ. Ủa, bài 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 gì thứ nhất ạ? bài gì ta, bài đám cưới nha. Ok, đấy bài vui đấy. Đăng tay dài như ta, buồn lạnh dài nhớ chứ tình trong đêm đẹp, chỉ còn hai bàn tay nhau mới ngủ đang Hát to to lên anh. chuyện này anh quyết cưới em liền tay, đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu,
ngày lần trong tháng trầu cầu anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi vui quá xa em ơi, trường mừng mình nâng ly, ngày mình vô quý từ ngày chi một hai ba nhau hết ly. Rồi, ok, em cảm ơn anh. Dạ. Anh, vậy thì cái chuyện tình trường của mình trước giờ là như thế nào rồi? À, thì lúc biết, lúc yêu, anh biết yêu muộn lắm, 25 tuổi mới biết yêu, mà được 2 quốc tịch. Rồi, được. Nhưng mình kết hôn chưa? Chưa. Rồi, cái mối, trong hai mối tình đấy, mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình đầu. Mối tình đầu sâu đậm nhất à? Bao nhiêu lâu? Quen biết như thế nào? 5 năm mới quen được. Tán cố 5 năm? Là không phải. Tức là yêu nhau thì 1 năm mà 5 năm mới quen hết. Mới quen hết à? Yêu nhau 1 năm. 5 năm mới quen. Quen cô ấy ở đâu và tại sao lại chia tay? À, tại hồi quen cô ta là ở Bình Dương. Ngày xưa kia đi làm công trình á, tức là ngày xưa đi nhận công trình, làm công trình xây dựng á. Dạ rồi. Thì đi xa xa 5-7 bữa mới, tuần 10 ngày mới về về phòng một lần. Nên rồi, người ta xa mặt kết lộng thì mà. Ở Bình Dương thì cũng biết rồi, thành phố Bình Dương bây giờ thiếu thiếu chi người. À, thế vậy là hồi đấy là hai anh chị đã sống với thử với nhau rồi? Chưa. Nhà ai nấy ở, phòng ai nấy ở. À, 5-7, nghĩa là anh đi làm công trình ở các tỉnh khác, còn cô ấy ở Bình Dương. Ừ. Lâu lâu. Ừ. Thế là cô ấy bỏ đi luôn hả? Cô ta tự động chia tay mình mà mình không hiểu lý do. Không, à, tội chủ. Chia tay không lý do. Mình không có thể nghĩ ra mà. Rồi, à, rồi, sao mà các bạn thế thôi. Rồi, thế còn cái mối tình mà gần đây nhất là mối tình thứ hai đấy, là chia tay vì lý do gì? Bao nhiêu lâu? Cách đây 3 năm trước. Ừ. Cô ta nợ nhiều á. Quen một cô ở đâu? Ở Bà Rịa Vũng Tàu. Cô làm công việc gì ạ? Cô ta là con út trong nhà nên không có đi làm gì hết. Ừ. Thế xong rồi cũng quen nhau được bao nhiêu lâu anh? Tầm 1 năm. Rồi, chia tay vì cô ấy lợ nhiều, ăn chơi quá. Ừ. Nợ tiền nóng không, ai chịu cho nổi. Thế mấy cái cuộc chơi đấy cô có rủ anh đi không? Không, không. Cô chơi với ai? ai biết, tại vì ông chị ta ở thành phố, còn anh thì anh ở Bà Rịa. Thành phố Vũng Tàu của Bà Rịa nó khác nhau. Một lần đi đi thăm bả, đi xuống bả chơi là mất hết 60 cây mà. Rồi ok, thì bây giờ là anh quên hết quá khứ rồi đúng không, sẵn sàng đón nhận người mới rồi đúng không? Đúng rồi. À, ok, bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào nào, ngoại hình trước đi hả? À, tại vì mình không được cao nên bạn gái thì lùn cũng được mà cao thì càng tốt, kiểu là khoảng chừng 1,5 m đến 1,55 m. Anh chiều cao của anh bao nhiêu? 60. Rồi, 1,60 m rồi. Mặt mũi sao? Anh thích minh tinh, diễn viên hay ca sĩ nào không, để tương tượng để cho chương trình đi tìm giúp? Mình già rồi, mình làm gì có chuyện mà lựa chọn ở đây. Mình chỉ cần người nào đó thương mình, nhưng mà đừng có mập. Mập thì thấy ghê quá. À, không mập rồi. Còn yêu cầu gì về ngoại hình nữa không nào? Thì nói chung là cứ không mập là được rồi. Rồi. Công việc nghề nghiệp gì phù hợp với anh? Hả? Công việc nghề nghiệp của ai? Của bạn đó. À, thì là công nhân cùng nhau phấn đấu đi lên thôi. Đấy, lên rồi. Anh bây giờ anh ở Bà Rịa Vũng Tàu là anh có nhà có cửa gì chưa? À, hiện tại thì anh đang thuê phòng anh ở. Ừ. Nếu như mà
nhưng mà người ta thích anh thì trong vòng anh hứa trong vòng khoảng 2 năm anh có thể mua mua đất xây nhà cho cô ở. Rồi, năm. Thế bây giờ vị trí vùng miền ấy anh đã cũng được từng phải chia tay vì xa rồi ấy, thì bây giờ anh mong muốn là bạn gái ở đâu? Ở Bà Rịa càng tốt. Bà Rịa càng tốt. Đấy là mong muốn nha. Còn nếu mà cần 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 nói chung càng gần càng tốt ha. Đúng rồi. Thế vị thế quê quán vùng miền có không thích vùng nào không? Càng ở đây càng tốt nữa. Rồi. Người miền Nam. Miền miền Nam. Miền Tây được không? à. Nói Bây chung giờ. thì cái gì mà người ta nói vạn sự tùy tùy duyên thôi chứ giờ À. sao. Rồi, ok. Rồi. Anh không thích cái điều gì ở phụ nữ? Nói chung là không thích điều gì phụ nữ hả? Dạ. À, khoa, nói chung là mấy cái tệ nạn xã hội mà biết là chắc chết. Nói chung là cứ kiểu mà đừng có cào nhau quá. Rồi, không còn nhỏ rồi. Nói chung là hai người người hay cười là vui rồi. Hay cười là vui. Rồi, ok, em cảm ơn anh Hiền nhá. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên để làm quen đã. Xong nếu mà anh được chọn vào vòng ghi hình ấy thì sẽ có biên tập làm việc trực tiếp với anh ha. Dạ, cảm ơn. Rồi, xong rồi mời anh lên thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình nhá. Dạ.